Xin chào toàn thể các bác và các anh em. Buổi sáng nay thì em cũng cài rất nhiều những chiếc vang số để mà gửi cho các anh em. Trong đó có những chiếc vang số mà các anh em đặt hàng mua, cũng như là những chiếc vang số của các anh em gửi đến căn trình. Thì chiếc vang số D6 của chú em Quảng Ninh thì em cũng đã làm hoàn chỉnh, và khi mà chú nhận lại thì chắc chắn là chú sẽ hài lòng. Và chiếc HS90C gửi cho một bác Hải Dương. Một chiếc hàng mới chính hãng của một chú em ở Quảng Nam, thì chú này chú đã mua của em một chiếc vang số HS90C và chú ấy cảm thấy rất hài lòng với lại chất âm của chiếc vang số HS90C. Thì chú lại tiếp tục gửi cho em một chiếc vang số hàng mới chính hãng có cái tên là Westwood này, 8D. Chiếc vang số này thì cũng là chiếc vang số cũng khá hay. Thì tới đây em sẽ chia sẻ các bác anh em một cái video clip cũng như là thông số để các bác anh em có thể là đang sử dụng chiếc vang số này thì các bác có thể là áp dụng để mà tự mình căn chỉnh được tốt hơn. Một chú em ở Bình Dương thì cũng gửi cho em chiếc vang số chẳng biết là tên gì đây, màu xanh này. Đây là chiếc vang số của chú em ở Bình Dương gửi đến cho em để em căn chỉnh lại. Và một cũng lại một chiếc vang số D4 của một chú em ở Bình Dương gửi đến cho em căn chỉnh lại. Dạo này thì em rất hay nhận được các cái dòng vang số của hãng CB Aquatic từ D4 cho đến D6, D8. Thì đối với dòng D4, D6, D8 thì em chia sẻ nhiều rồi. Cũng chia sẻ với các bạn anh em rất nhiều cái phương pháp căn chỉnh ở trên cái dòng D4, D6, D8. Và đặc biệt là có một chú em ở Thanh Hóa. Chú em này là sử dụng một chiếc vang số cũng của hãng Audio King với modem là HS90B. HS90B, một chiếc vang số mà nó là đời thấp hơn của HS90C. HS90C là chạy phần mềm là 9.12, thế nhưng mà HS90B thì lại chạy phần mềm là 9.01. Đây là phần mềm của chiếc vang số HS90B, là chạy phần mềm của với cái SUSY là 9.01. Thì chú này thì cũng rất loay hoay với chiếc vang số này, và cũng có rất nhiều các anh em là đang sử dụng cái dòng vang số của Audio King từ modem là 90A90B, thì cũng có đề xuất là và là em chia sẻ về cái phương pháp cũng như thông số mà khi căn chỉnh cái dòng vang số của Audio King HS90A90B. Thì hôm nay nhân tiện căn chỉnh chiếc vang số này thì em lại chia sẻ với các anh em để các anh em có thể nắm bắt được. Đây là một chiếc vang số cũng khá hay. Nhưng mà phải nói rằng là rất là khó căn chỉnh, và một chiếc sân xui của một bác ở Bình Thuận, sân xui DM1 của bác Bình Thuận thì em căn chỉnh xong, hôm nay em sẽ gửi cho bác để bác dùng, là chiếc sân xui DM1 của bác ở Bình Thuận, một dòng vang số mà cũng khá nổi tiếng và chất âm khá hay. Quay trở lại với chiếc vang số Audio King HS90B ấy, thì chú em ở Thanh Hóa, chú này thì cũng biết một chút về vấn đề căn chỉnh, và chú ấy nói chuyện là căn chỉnh phần nhạc thì cảm thấy là cũng khá ưng ý. Thế nhưng mà riêng về cái phần mic, phần effect thì phải nói rằng là rất là khó khăn. Và bản thân em là cái người mà chuyên cài đặt vang số, chuyên bán vang số và cài đặt vang số, thì em cũng cảm nhận là rất khó khăn. Hôm nay thì em cũng cài rất nhiều những chiếc vang số HS90C này để gửi cho các bác khách ở các tỉnh thành khác nhau. Và hiện giờ là HS90C là em hết. Ở đây thì những chiếc vang số này thì em sẽ căn chỉnh để gửi cho một cái bác mà bác ấy đặt hàng rất là nhiều. Thì hiện giờ thì em thông báo với các bác anh em là Audio King HS90C là em hết. Còn một số các dòng vang số, dòng X này, dòng T3, 1080, VS360, và Theta, K6E, K6 thường, 3G, 3G Audio. Thì đối với lại chiếc vang số Audio King HS90C 90B, 90A90B thì nó cũng giống nhau thôi, nó chạy chung phần mềm. Thế còn đối với 90C thì nó chạy phần mềm khác, chạy phần mềm cao cấp hơn. Thì bây giờ em sẽ chia sẻ nhanh với các bác anh em như thế này. Em không phải là alo trên mic nữa, không phải thử nghiệm ở trên mic nữa. Em chia sẻ luôn các bác anh em để cho nó đỡ mất thời gian, bởi vì là em còn rất nhiều việc, nhưng mà cũng có cái sự đề xuất của rất nhiều các anh em đang sử dụng dòng vang số này, thì cũng có cái đề xuất làm cái chế độ
chia sẻ với các anh em để các anh em có thể là áp dụng được với cái dòng vang số HS90A90B. Đây là một dòng vang số khá hay, là một dòng vang số theo đánh giá là khá hay, thậm chí còn hay hơn cả X5, X6. Bởi vì tại sao? Đôi khi các bác thì cứ nghĩ đến cái chip, đúng là nó chạy chung con chip, nó là chạy chung con chip 21375, nhưng mà tại sao em lại là đánh giá là nó hay hơn cả X5? Mặc dù em bán X5 nhưng em lại nói với các bác anh em là hay hơn X5. Thì cái này tùy theo các bác anh em thôi. Nhưng X5 thì nó sẽ là phù hợp với những cái bộ dàn mà chất âm nó sáng. Thế còn HS, cái dòng audio king từ HS90A90B cho đến 90C thì nó có sự tùy biến cũng rất là cao. Có sự tùy biến rất là cao, cho nên rằng là đối với dòng vang số HS, dòng vang số của audio king thì phải nói rằng có sự tùy biến rất cao. Thì đây là phần mềm của chiếc vang số HS90B của chúng em ở Thanh Hóa. Thì đối với cái dòng 90A90B thì sẽ chạy cái sơ dị phần mềm là 9.01, và ở trên cái giao diện của phần mềm thì có chỗ là tiếng Anh, có chỗ là tiếng Trung. Giả dụ như là cái khu vực tổng thể này ấy, thì nó là tiếng Anh, nhưng mà vào cái phần effect này ấy, vào cái phần effect ở trên phần mềm ấy, thì có chỗ là tiếng Anh, có chỗ là tiếng Trung, có chỗ là tiếng Anh, có chỗ là tiếng Trung. Giao diện tổng thể, menu tổng thể thì là tiếng Anh, nhưng mà vào cái vấn đề mà vào cái bảng menu của từng mục, giả dụ như phần effect ấy, thì có chỗ là tiếng Anh, có chỗ tiếng Trung. Cho nên là khi các bác anh em căn chỉnh vào phần mềm ấy, thì là sẽ nhìn nhận, có thể là đối với các bác anh em chưa quen ấy, thì chỗ thì tiếng Anh, chỗ tiếng Trung, có chỗ tiếng Anh, chỗ tiếng Trung. Cho nên các bác chưa quen thì nó hơi khó, nhưng mà đối với em thì đơn giản thôi. Bởi vì va chạm rất nhiều loại vang số rồi, kể cả tiếng Anh hay tiếng Trung. Thì đối với dòng 90C thì phần mềm hoàn toàn là tiếng Trung, một phiên bản là dùng cho thị trường nội địa người Trung Quốc, cho nên hoàn toàn là tiếng Trung. Còn các phiên bản là 90A90B thì có phần mềm thì có chỗ tiếng Anh, chỗ tiếng Trung. Thì em chia sẻ luôn các bác anh em một cái cấu hình, hai cấu hình đây, em chia sẻ hai cấu hình đây để cho các bác anh em dễ vận dụng. Bởi vì có những chế độ phổ thông và cái chế độ gọi là nịnh giọng. Thì đây là giao diện này. Thì khi các bác anh em căn chỉnh trên màn hình ấy, căn chỉnh bằng tay trên màn hình ấy, thì là nó hiển thị hoàn toàn tiếng Anh, hiển thị hoàn toàn tiếng Anh. Thì khi các bác anh em căn chỉnh bằng tay thì nó hiển thị bằng tiếng Anh, thì các bác cũng sẽ dễ hơn. Và các cái thông số em đưa ra ở trên phần mềm này ấy, thì các bác anh em có thể chụp ảnh màn hình để mà có thể lưu lại và nắm bắt được, để mà áp dụng thì được tốt hơn. Đầu tiên thì em nói về cái phần main. Đầu tiên em nói về cái phần main như thế này này. Ở đây ấy là cái mục BS này này, là cái mục mà như vậy là nó là cái chức năng chống hú. Ở trên chiếc vang số này ấy, kể cả trong phần mic, nó không có cái chức năng chống hú. Không chức năng chống hú. Nhưng mà ở cái phần main này này, cái khu vực này là khu vực mà gọi là chống hú, thì đang đặt ở âm 2.5 Hz. Và cái noise gate này, noise gate thì tất cả các loại vang số khi em căn chỉnh cho các bác anh em, kể cả các bác anh em đặt mua cũng như là những chiếc vang số các bác anh em gửi căn chỉnh ấy, thì rất chú trọng một cái noise gate. Ở đây ấy thì nó có hiện giờ em đang để là ở cái cấp độ 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nó có 8 cấp độ, thì hiện giờ là đang để ở cấp độ 3 này. Là cái noise gate này đang để ở 3. Thì các bác căn chỉnh bằng phần mềm hay là bằng tay thì cũng có thể áp dụng theo em. Và trên chiếc vang số này ấy, thì tại sao em lại nói là nó lại hay hơn cả X5, X6? Bởi vì là như vậy, là nó có hơn cái X56 ở cái mic Akiter. Ở cái mic Akiter này, X5, X6 thì không có. Nhưng mà đối với dòng vang số của Audio King thì nó có cái mic Akiter. Về cái compressor ấy, compressor thì là X5 cũng có, X5, X6 cũng có. Nhưng mà các bác có thể là sử dụng cái chức năng là mic Akiter, sử dụng chế độ compressor, đặt chế độ noise gate ở mức độ 3. Cái tần số này này thì là
Mỗi một cấu hình thì em có thay đổi một chút ở cái BS này, tức là cái liên quan đến chống hú. Đấy là cái phần main. Về cái phần mic ấy, thì chiếc băng số này thì có 15 giải quay sơ, có cắt thấp cắt cao. Thì đối với dòng băng số này ấy, thì nó hơn X5 ở cái chỗ là nó có cắt thấp cắt cao. Có cắt thấp cắt cao. Giải quay sơ, số lượng giải quay sơ thì cũng là 15 giải quay sơ. Có 20 giải quay sơ. 20 giải 17, 18, 19, 20 giải quay dư. Nói về cái số lượng cái quả giải quay dư ấy, thì cũng chưa hẳn là nhiều giải quay dư mà nó đã hay hơn là cái ít giải quay dư. Thì cái này là theo em nghĩ như thế. Trong cái quá trình căn chỉnh băng số thì em đánh giá là không phải là nhiều giải quay dư sẽ hay hơn là ít giải quay dư. Nhưng một vấn đề là cắt thấp bắt cao này là một vấn đề rất quan trọng khi chúng ta căn chỉnh băng số. Thì có cái cắt thấp bất cao thì các bác có thể tham khảo các cái thông số mà em đã căn chỉnh ở đây. Các thông số mà em đã căn chỉnh. Đây là phần mic. Vào cái phần music, vào phần effect đi. Đây là cấu hình mang chất phổ thông này. Thì về cái phần effect ấy, tại sao nó lại khó căn chỉnh? Bởi vì trong hiệu ứng echo này là nó có gọi là đuôi echo, tức là nó có cho phép chúng ta căn chỉnh về cái kênh trái kênh phải. Cho nên rằng là nó rất khó ở chỗ là khi mà những chiếc con số mà nó có một cái tính chất là căn chỉnh về cái đuôi echo, tức là như vậy là echo kép, echo của kênh L và kênh R, thì cái này là nó sẽ khó căn chỉnh hơn. Và tuyệt đối chúng ta không nên sử dụng chế độ sitter, không nên sử dụng chế độ sitter. Chúng ta sẽ sử dụng ở cái mục dưới này, AL này, thì cái hiệu ứng echo nó sẽ có cái tính chất tự nhiên hơn, sạch sẽ hơn, rõ nét hơn. Thì các bác có thể tham khảo ở đây. Cái này là cái độ lớn của echo xuất ra trên cổng L, có cổng L, cổng R, và cái delay thai, cái z-beat, delay thai z-beat, có delay ở trong phần echo thì nó đơn giản thôi. Nhưng một phần nó rất quan trọng và nó rất khó ở trong cái phần z-beat. Vang số thì nó hơn vang cơ ở cái là nó có cái z-beat. Nó có cái gì vợt, nhưng mà để mà phối hợp được giữa cái gì vợt và cái echo này là cả một vấn đề. Phối hợp được giữa cái gì vợt và echo là cả vấn đề. Trong đó có cái vấn đề về cái echo tổng, cái gì vợt tổng này, echo tổng và gì vợt tổng, thì các bác có thể tham khảo ở đây. Echo tổng và gì vợt tổng nó là cả vấn đề. Và ngay kể cả trong cái hiệu ứng gì vợt này nó có rất nhiều mục, mà cái độ lớn của gì vợt xuất ra ở trên cổng L, cổng L, và đây là một cái mà nó liên quan đến cái cấp độ, tức là như là một cái cấp độ của cái hiệu gì vọt, và đây là cái phần delay. Thì ở trong cái phần gì vọt và trong phần echo thì có chỗ bằng tiếng Anh, có chỗ bằng tiếng Trung. Cho nên đối với các bác anh em mà không có kinh nghiệm, không được va chạm nhiều, cũng như là như vậy là cái thẩm âm không tốt ấy, thì chúng ta không thể đưa ra được những cái con số mà nó mang chất là nó sẽ phù hợp. Mặc dù em căn chỉnh tại nhà thôi, nhưng mà có một cái kinh nghiệm tìm hiểu về chức năng, có một cái kinh nghiệm nghe, kinh nghiệm căn chỉnh và một cái kinh nghiệm nghe, một cái tính chất là nó mang chất thẩm âm, thì sẽ đưa ra được các cái con số này mang chất phù hợp. Chứ còn đối với những chiếc vang số mà nó phức tạp này, chỉ cần thay đổi một số hai số thôi nó đã khác rồi. Cho nên là các bác có thể là áp dụng các thông số mà em đã căn chỉnh ở đây. Thì cái này là cái độ lớn của dì vọt này xuất ra ở kênh L này. Cái này nó là cấp độ, tức là nó tương đương với lại lớn nhỏ. Cái này là cái delay. Và cái này là cái thời gian của dì vọt. Và một mục nữa là một cái mục mà liên quan đến không gian. Nó liên quan đến cái không gian. Cái mục này là mục liên quan đến cái không gian. Thì mỗi một cái chế độ thì em sẽ đặt cái giá trị liên quan đến không gian. Cái không gian này thì nó cũng giống như kiểu là các cái chế độ của dì vọt ở trong các cái van số khác. Nhiều cái đời van số khác thì đây nó là một cái chế độ dì vọt. Tức là nó mang tính chất là đặc tính của dì vọt. Nó mang tính chất là đặc tính của dì vọt. Cho nên rằng là mỗi một chế độ thì em sẽ đặt cái đặc tính của dì vọt này nó ở một giá trị khác nhau. Lớn nhất thì là 63. Nhưng mà sẽ đặt ở các cái cấp độ khác nhau, có thể là loanh quanh cỡ khoảng độ 4567. 4567. Là ở cái cấp là cái tính chất của dì vọt. Cái này nó liên quan đến cái không gian, tức là khi mà chúng ta đặt vào các cái không gian khác nhau, hoặc là cái tính chất của thiết bị khác nhau, giả dụ từ mic cho đến
đẩy cho đến loa nó khác nhau, hoặc là cái vị trí chúng ta đặt bộ dàn karaoke khác nhau, thì cái này nó liên quan đến cái đặc tính về không gian. Thì mỗi một cấu hình thì như vậy là sẽ có những cái giá trị và cái đặc tính của cái không gian khác nhau. Và đây là cái đam binh. Đam binh thì các bác cứ hiểu là nó là cái giảm sóc, tức là nó làm cho cái độ mềm, độ nhuyễn của cái hiệu dì vọt nó được là tốt hơn. Cho nên rằng là rất nhiều những chiếc vang số nó có cái đam binh này ấy. Thì nhiều những chiếc vang số nó có cả đam binh trong dì vọt và e cho cơ. Nhưng mà trên cái dòng vang số HS90B này ấy, thì là như vậy là nó chỉ có đam binh ở trong dì vọt thôi. Và cái đam binh này ấy, thì nó rất là quan trọng. Nó có nhuyễn hay không, nó vừa sáng lại vừa nhuyễn ở cái đam binh này, thì các bác có thể tham khảo có một cái cấu hình như thế này. Và bên này là giải quay dơ, thì trong đó là có e quay dơ của e cho này. E cho thì có 3 giải quay dơ và có cắt cao. Còn bên này là dì vọt này. Dì vọt thì là liên quan đến cắt thấp và có 2 vị trí ở trong phần dì vọt. Cái màu đỏ này là dì vọt này, màu đỏ là dì vọt, màu xanh là e cho, màu đỏ là dì vọt, màu xanh là e cho. Thì đây là một cái cấu hình mà nó mang ý chất là nó phổ thông. Thì các bác anh em có thể là tham khảo. Thì ở cái phần main này này, các bác cũng lại lưu ý một vấn đề như thế này. Là cái limit compressor này này. Limit compressor này nó rất quan trọng. Khi chúng ta đặt một cái giá trị hợp lý thì cái chất âm của phần mic nó sẽ đẹp hơn. Phần mic và phần music nó sẽ đẹp hơn. Tức là những cái này là chế độ compressor. Và đây là cái phần music và cái phần mic ở trên kênh giờ và kênh lò. Ở đấy là những cái mà rất quan trọng. Mà thế còn về cái phần nhạc thì nói về phần nhạc của chiếc vang số này ấy, thì mặc dù em bán X5 thôi, thế nhưng mà em vẫn đánh giá là chiếc vang số này là chiếc vang số mà như vậy là về cái phần nhạc ấy nó còn hay hơn cả X5. Và kể cả phần súp này, súp cũng hay hơn cả X5. Phần súp của chiếc vang số từ cái đời HS80 này, 80 cho đến 90 thì nó cũng hơn hẳn cái X5 rồi. Cho nên rằng là về cái phần nhạc thì em cũng gọi là chia sẻ sơ sơ vậy thôi. Tiếp đến là một cái cấu hình mà mang chất là nịnh giọng này. Em làm 8 chế độ cho chú em này. Tương ứng với lại sáng tiếng là 1 này, tối tiếng là 2, nịnh giọng là 3, dễ hát là 4, e cho là 5, dì vọt là 6, thừa bát ít vang nhại là 7 và thừa bát tiếng chép là 8. Thì bây giờ sẽ gọi cái cấu hình mang chất là cái này là jamming nịnh giọng này. Jamming nịnh giọng thì các bác thấy được rằng là cái giải quay dơ như thế này, các bác có thể là tham khảo về cái giải quay dơ này. Tham khảo về giải quay dơ. Phần effect các bác có thể là tham khảo luôn ở đây. Đây là cái cấu hình ở cái chế độ jamming nịnh giọng này. Và ở cái phần main này, các bác có thể là tham khảo ở cái phần main. Thì đây nữa là cấu hình jamming nịnh giọng. Thì hôm nay cũng nhân tiện căn chỉnh chiếc vang số cho chú em ở Thanh Hóa, thì em lại chia sẻ các anh em hai cái cấu hình để cho các anh em có thể là áp dụng nó được tốt nhất. Bởi vì cũng có rất nhiều các anh em đang sử dụng dòng vang số này, và cũng có những cái đề xuất là như vậy là khi em căn chỉnh dòng vang số này thì cũng chia sẻ các anh em để các anh em có thể là nắm bắt được các cái thông số cũng như cái phương pháp mà em căn chỉnh để cho các bác anh em có thể là áp dụng được. Các bác anh em mua thì chỗ nào rẻ thì các bác và anh em mua thôi, nhưng quan trọng nhất là bây giờ các bác mà áp dụng được, mua được rẻ mà lại tự mình căn chỉnh được nó hay, thì cái đấy là cái nó quá tuyệt vời rồi. Thì là nhân tiện căn chỉnh chiếc vang số này thì em lại chia sẻ các anh em về hai cấu hình ở trên dòng vang số của Audio King HS90A và 90B. Thế còn đối với dòng 90C thì nó lại khác này. Về 90C thì nó cao cấp hơn, có nhiều tính năng mà nó hay hơn, cải tiến hơn. Thì em chia sẻ nhiều về cái dòng HS90C rồi, thì hôm nay em chia sẻ về dòng vang số HS90A và 90B. Các bác có thể áp dụng được ở trong cái việc căn chỉnh những chiếc vang số mà các bác anh và em đang sử dụng.